Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một cái video về vấn đề cái biển số xe mới này, biển số định danh. Thì hồi chiều này mình lại tiếp tục mang bộ hồ sơ lên giao thông. Chiếc xe này nè các bạn, cho đến bây giờ vẫn chưa có cấp biển số mới. Thì thủ tục sang tên các kiểu mình đã làm hết luôn rồi, và thậm chí là đã kiểm tra xe, xét xe luôn rồi, chụp hình. Bây giờ là mình chụp hình nha. Và đặc biệt hơn nữa là sau này biển số chúng ta sẽ có hai chữ cái như là những chiếc xe 50 trước đây. Cái này nó hơi lạ nè. Thì sau khi mình nhận được thông tin này, cái đồng chí giao thông có nói với mình luôn là sau này không không còn phân biệt xe 50, 110, thậm chí là xe phân khối lớn. Không còn phân biệt nữa mà nó sẽ giống nhau hết. Thì đầu tiên á, cái biển số chúng ta sẽ là những dòng xe mô tô thế này, là biển số là màu trắng, chữ là màu đen. Chiều cao là 140 mm, chiều dài á là 190 mm, chữ đen nha các bạn. Thì hai con số đầu tiên là chỉ là địa phương, ví dụ như mình Sóc Trăng là 83 nè, Cần Thơ là 65 chẳng hạn, Bạc Liêu là 94. Hai chữ cái tiếp theo, hai chữ cái nha các bạn, là chỉ series đăng ký, và năm con số ở dưới, nằm hàng dưới á, là số thứ tự bắt đầu từ 00001 cho đến là 99999. Là đây là cái định mới, nghị định mới, thông tư 24 đó các bạn, nghị định 24 bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 rồi. Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng chung hết luôn, không còn phân biệt nữa. Mình trở lại với trước ngày 15 tháng 8 á, thì có quy định như thế này: xe 50 từ dưới 50 nha các bạn, tức là 49 mấy thôi, từ dưới 50 cc á, thì quy định cũng như cũ là biển số màu trắng, chữ đen, nhưng mà hai số đầu là chỉ địa phương như mình nói lúc nãy. Thì hai chữ cái tiếp theo đó là hai chữ cái bắt đầu từ 20 chữ cái nha, A, B, C, D gì đó, và kết hợp với một chữ cái nữa là xe 50, và những con số ở dưới là số thứ tự. Và bắt đầu những dòng xe từ 50 phân khối cho đến là 175, dưới 175 phân khối nha các bạn, dưới nha, tức là 149 chẳng hạn. Xin lỗi các bạn, 174.9 thôi, thì sẽ là biển số là hai con số đầu là chỉ địa phương, chữ cái đầu tiên là trong 20 chữ cái đó các bạn, kết hợp với một số thứ tự từ 1 đến 9, ví dụ như là B1 chẳng hạn, hay là Z1 hay là X1 gì đó, và năm con số dưới là số thứ tự. Và những chiếc xe từ 175 phân khối trở lên như xe này thì hai con số đầu vẫn là số địa phương, và chữ cái tiếp theo sẽ là chữ A kết hợp với từ 1 cho đến 9. Thì lúc trước mình các bạn thấy nè, A1, chính cái chỗ này mà nhiều bạn hiểu lầm. Tại vì bây giờ A1 nó đầy rồi và đã qua A2, như chiếc xe này nó là A2 đó, A2 02521, biển số cũ xe này các bạn. Thì A2 có nhiều bạn nói à, chắc tại vì chạy bằng A2 cho nên cái biển số nó là A2. Không phải vậy. Nó là cái chữ A là mặc định cho xe phân khối lớn đó các bạn, trên toàn quốc sử dụng chữ A hết, và số 1 nó đã đầy rồi thì qua số 2, chừng nữa số 2 đầy thì qua số 3. Tuy nhiên bây giờ đã bỏ cái đó rồi và sử dụng chung hết luôn là hai chữ cái như mình lúc nãy, là để chỉ là cái series đăng ký. Như mình vừa coi trên mạng á, thì ở Hà Nội đã có rồi, có những biển số ví dụ như là ở Hà Nội nha, thì hai chữ cái là AB. Mình không biết Sóc Trăng mình là hai chữ cái sẽ là chữ gì đây, nhưng mà ở Hà Nội mình thấy chữ AB đó các bạn. Thì rất nhiều người đã ngạc nhiên và hoang mang, thậm chí là còn nói là à, đây là do phần mềm chỉnh sửa rồi biển số giả. Thực ra không phải đâu. Thì đó là một cái thiệt thòi cho những bạn chạy mô tô phân khối lớn. Tại vì nào giờ hãy nhìn thấy cái biển mà A đầu á, ô, phân khối lớn, nhìn vô biết liền, không cần nhìn tới động cơ ha. Thì bây giờ nó chung hết luôn rồi. Thành ra là nó hơi thiệt thòi cho những bạn chạy phân khối lớn. Tại sao lại thiệt thòi các bạn? Tại vì nào giờ á, nó thật là khi mà các bạn chạy xe phân khối lớn, nhìn vô thấy nó lớn không nói rồi, mà nhìn cái biển số nó phải đặc biệt hơn, thì làm gì làm nó vẫn oai hơn, vẫn oách hơn. Nói chung là nhìn thấy nó ngầu hơn, đúng không? Ồ, 83 chẳng hạn, A1, A2, ồ, nó phân khối lớn nha, phải có bằng A2 mới chạy được nha. Kiểu vậy, thì bây giờ nó chung hết luôn rồi. Cho nên là nếu mình giữ lại biển số cũ và chỉ sang tên thôi, thì biết đâu giờ này mình đã được vi vu với nó rồi. Đã có nhiều bạn đang chờ mình thay nhớt và vi vu với nó rồi. Nhưng bây giờ thì
các bạn thấy là cái bạn đồng chí giao thông này á, nó rất là rõ luôn. Hồ sơ của mình nói chung là ok hết rồi, xét xe rồi, chỉ còn là chờ bấm biển số thôi. Thì chờ biển số nó gót về là hai chữ cái đó các bạn, bắt đầu áp dụng luôn là hai chữ cái. Xe mình sẽ bấm nè, là hai chữ cái luôn, 83 rồi cái gì đó hai chữ cái đó, rồi năm con số cuối. Thì chỉ còn hy vọng là năm con số cuối là nó đẹp thôi, chứ bây giờ là hết có hy vọng A1, A2 rồi. Thì đây cũng là một cái điều hơi đáng tiếc. Tiếc là ở chỗ phân khối lớn mà sử dụng chung với những dòng xe nhỏ đó. Còn xe của các tổ chức cơ quan thì vẫn như cũ thôi, biển số xanh rồi biển số đỏ gì đó. Thì cái đó mình sẽ không được đề cập ở đây ha. Thì trở lại cái vấn đề là biển số không rài. Mình theo dõi các trang mạng, rồi Facebook có đăng nè, rồi các bài báo nước ngoài đăng nè, rồi các bài báo chính thống đăng nè, và thậm chí là những cái kênh truyền hình như VTV rồi đó. Thì mình thấy rất là nhiều những cái ý kiến, coi như là người dân người ta phản ánh rất là nhiều ha. Nói chung là đủ kiểu, mà phản ánh đều là tiêu cực hết. Thì cá nhân mình cũng đang lâm vào cái hoàn cảnh này. Hiện tại mình có tới 2 xe đang làm cái chuyện này. Thứ nhất là chiếc xe này, mình mua nó biển số hơi xấu, mình rút về Bạc Liêu rồi rút ngược cho Bà Sóc Trăng ha. Rồi chiếc AB của mình, AB 160 á, thì trước giờ mình mua mình chưa có sang tên, thì mình đã sang tên rồi, sang tên trước ngày 15 luôn các bạn. Nhưng mà có một bạn vào comment trong video cái hôm trước mình nói về vấn đề này nè, bạn ấy than trách thế này là: em thấy á, ở Sóc Trăng, bên anh ở Sóc Trăng á, làm biển số á, rất là chậm. Thì thực sự mà nói thì cái này là bởi do bạn nói thôi, thì mà cũng thật là có, tại vì bây giờ nó lu bu quá đi, rất là chậm luôn. Em về chỗ em ở ha, làm rất là nhanh. Thì em có mua một chiếc xe cũ biển số Sóc Trăng nè, em phải về đây để mà rút hồ sơ lại các bạn, tại vì nó sang tên và chuyển vùng á. Trước ngày 15 là chuyển vùng mà, sau ngày 15 là thu hồi biển số đúng không, nhưng mà trước đó là chuyển vùng nha. Thì em có về Sóc Trăng, một huyện xã nào đó ở Sóc Trăng, để em rút biển số, rút hồ sơ, rút gốc á. Thì rút rõ hết trơn, xong xuôi hết trơn rồi. Tới hồi em về cái chỗ em ở để em tiếp tục làm hồ sơ để cấp biển số mới á, thì coi lại là chưa có hoàn thành. Tức là cái hồ sơ điện tử ở dưới bên mà Sóc Trăng vẫn chưa bấm hoàn thành. Cho nên là em phải gọi xuống dưới và nhờ bấm hoàn thành giùm. Thì trên này người ta mới có cái hồ sơ để người ta làm và cho em ra biển số mới. Thì đây là bức xúc của cái bạn này. Mà không riêng gì bạn này mà còn rất nhiều, thậm chí là mình cũng đang bị đây. Chiếc AB của mình cũng vậy luôn, y chang như vậy. Cứ tưởng nó xong xuôi hết rồi, cuối cùng là chưa bấm hoàn thành, tức là hồ sơ điện tử đó các bạn. Thì các bạn thấy là rõ ràng, chúng ta muốn nâng cấp, tức là trước đây á, toàn là xài giấy thôi, giấy tờ thôi. Thì sau này mình bước thêm một bước tiến mới, đó chính là hồ sơ điện tử, tức là cá nhân định danh, biển số định danh, rồi tài khoản định danh gì đó là điện tử hết để về quản lý. Nhưng mà cuối cùng mình thấy nó lại chậm hơn trước. Thì hy vọng đây chứ là do cái bước khởi đầu nó còn ì ạch, còn chậm chạp, là do nó chưa có vào cái ba game, cái nền nếp, cho nên là nó chưa có chân chu như video trước mình có nói. Cho nên là hy vọng một vài tháng nữa thì đâu lại vào đấy ha, đâu lại vào đấy đây, tức là nó sẽ gọn gàng nhanh lẹ ra đó đó. Chứ bây giờ là nó rất là ì ạch luôn. Rồi lỗi thì cái vấn đề mà lỗi bị treo mạng này á, thì tất nhiên rồi, các bạn nghĩ đi, khắp toàn quốc ai cũng ồn ồn đi sang tên và đăng ký biển số mới, rồi sang tên xe, rồi cúp hồ sơ đủ các kiểu hết, ồn ồn lên thì đương nhiên là mạng nó chịu không nổi, nó phải nghẽn thôi và nó kẹt. Các bạn thấy đôi khi YouTube các bạn xem mà khi bị sập đó làm sao, Facebook cũng vậy nè, nhiều khi nó bị sập bị lỗi, thì cái này cũng vậy, nó quá tải đó các bạn. Cho nên là một lần nữa thì các bạn cũng phải thông cảm, giống như là mình rơi vào tình huống này cũng chẳng ai muốn. Mà các bạn, có nhiều bạn thì trách cứ là làm khổ dân gì đó lum la, nhưng mà thực sự thì những người như là những đồng chí giao thông trực tiếp tiếp xúc với dân và làm việc với dân á, mình không hề trách, tại vì người ta cũng là làm theo chức trách và làm theo chỉ đạo từ trên xuống thôi, và đúng cái thủ tục như vậy, đâu có cách nào khác đâu các bạn. Cho nên là mình nên thông cảm. Còn nghị định từ trên đưa xuống thì cái này là một cái chuyện khác nữa, mình không đề cập ở đây ha. Nhưng mà các bạn trách thì đương nhiên rồi. Thật sự mà nói, nếu như mình nè, chiếc xe AB đó hoặc chiếc xe này mà là chân đi làm mỗi ngày thì sao?
không thể nào đợi chờ được các bạn. Làm chân đi làm mỗi ngày. Một bạn công nhân xin nghỉ được có một ngày thôi, tối đa chỉ lắm 2 ngày, mà hồ sơ xe kéo dài khoảng tuần lễ 10 ngày là thấy tiêu rồi đó. Làm sao được, nghỉ nhiều quá là không được. Thứ nhất là bị trừ lương, thứ hai nữa là không chừng bị đuổi luôn á. Nhiều công ty rất là khó khăn vấn đề giải quyết cho công nhân nghỉ. Cho nên là mình cũng hết sức thông cảm cho các bạn. Thì cũng phải có trách cứ, cũng phải có phàn nàn, phản ánh, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi các bạn ha, cũng phải nhẹ nhàng thôi. Tại vì chẳng ai muốn thế cả. Còn cái chuyện mở trên thì mình không nói vô nha ha. Còn hồi chiều á, thực sự là hồi chiều là đang mưa lâm râm luôn á, thì mình vẫn chạy qua và hỏi vấn đề hồ sơ này, thì đồng chí vẫn giải thích rất là rõ ràng. Thì mình thấy sự tận tâm, chứ không phải là chỗ nào cũng vậy đâu các bạn. Như mình nói, cái vấn đề mà bảo hành xe trên hãng, trên hét hay trên thao á, không phải chỗ nào cũng ẩu và không phải ở đâu cũng kỹ, nhưng mà cũng tùy người và tùy nơi. Nhưng mình thấy Sóc Trăng mình ngay chỗ giấy mà mình làm nè ha, là cái thái độ phục vụ của những đồng chí này mình rất là ưng. Họ nhiệt tình và làm hết sức mình. Người dân lại hỏi gì mình ngồi mình ý nha, hỏi gì họ cũng đều giải đáp hết luôn. Có những cái là mới vừa nói xong với người này, người khác lại hỏi thì người ta vẫn tiếp tục giải đáp. Tại miền dân mình không hiểu thì phải hỏi thôi. Mà hỏi là họ vẫn sẵn sàng trả lời. Mà có biết không, hỏi như thế sẽ làm vô tình làm chậm thêm cái tiến độ công việc nữa. Mà hôm rày ở Sóc Trăng mình thì bấm biển số là nó hơi chậm đó. Tại vì nó cứ nghẽn mạng đó các bạn. Để vô cái nó báo lỗi hệ thống đó, báo lỗi hoài. Chờ chút xíu quay lại hay gì đó thì nó rất là lâu. Thì nói chung là ai cũng phải chịu khổ hết. Không riêng gì là người dân mình đâu, mà những người trực tiếp đứng làm việc với người dân mình cũng rất là khổ sở ha. Thì một lần nữa, mình cũng không binh vực ai đâu các bạn. Mình đang là người dân đi làm biển số, mình bị tới 2 xe luôn đó các bạn, bị tới 2 xe. Nhưng mà may mắn á, thì mình còn chiếc xe khác để mình đi. Đó là sự may mắn của mình thôi. Chứ với những bạn khác mình rất hiểu mà, rất hiểu. Rồi quay trở lại với cái xe này thì có khả năng là phải chờ thêm 10 ngày hoặc nửa tháng nữa đó các bạn. Tính ra là mình chờ chắc cũng có tháng rồi. Mình mua nó hồi 20 mấy tháng 7, bây giờ là 20 mấy tháng 3, tháng 8 rồi. Thì coi như là giáp tháng rồi còn cái gì. Cũng tại mình thôi. Mình sân si. Đúng không? Con người ai cũng tham sân si. Mình sân si làm chi, mình đổi biển số làm chi. Nếu mình chỉ sang tên thôi. Là giờ này có xe chạy Vivu rồi. Bày đặt chơi biển số xấu. Ha, chơi xấu rồi bày đặt chuyển dùng chi. Đó cũng tự mình một phần. Cho nên là các bạn nên đánh giá cái sự việc nào đó nó hơi thoáng xíu đi. Thôi, cứ hạ mình xuống xíu, thoáng xíu để cho mình khỏe. Vậy đó. Rồi, thì mình chỉ loanh quanh vấn đề biển số để các bạn có đi bấm mà ra 2 chữ cái á, thì không có bị bỡ ngỡ. Có nhiều người còn tưởng đâu là hệ thống bị lỗi. Tại không ra lỗi nhiều lắm, cho nên là khi bấm ra 2 chữ cái á, nhiều người đã nói là bị lỗi đó. Họ không nghĩ là tại sao xe tôi là xe Vision, xe tôi là chiếc lít tay ga động cơ 125, tại sao lại ra 2 chữ cái. Thì nãy giờ qua video này, hy vọng các bạn đã hiểu được phần nào. Đó là thông tư mới, nghị định mới, nghị định 24 trên 2023 ha, mới tin. Cho nên là chúng ta phải chịu thôi. Bản thân mình đây nè, cũng phải chịu thôi. Chiếc xe này bây giờ là biển 2 chữ cái các bạn. Cũng không buồn. Mình nói là hơi thất vọng, hơi thiệt thòi, chứ thực ra mình cũng bình thường thôi. Mình cần là cần cái xe, cần cái nó mang lại cho mình. Chứ còn biển số thì 2 chữ cái hay là A1, A2 gì đó, mặc dù lên A2 thì nó vẫn oách hơn, vẫn oai hơn. Nhưng mà thôi, không được thì thôi, cũng chẳng gì phải buồn. Cái đó gọi là mình thoáng đó các bạn ha, nghĩ thoáng xíu. Rồi, nhanh thôi, mình sẽ kết thúc video đây nha. Chúc các bạn nào mà đang có ý định sang tên biển số hay gì đó thì sẽ bắt được một cái biển số mới thật là đẹp. Và mình cũng mong các bạn cũng chúc cho mình có được biển số đẹp nha. Xin chào các bạn.